Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của Sơn Tùng MTP và lần vạ miệng nhớ đời của Sơn Tùng MTP và cái kết khiến nhiều người hốt hoảng. Đây là lần hiếm hoi mà Sơn Tùng khiến dân tình điên đảo vì vạ miệng. Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994, thường được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng MTP, là một nam ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, nhà sản xuất thu âm và diễn viên người Việt Nam. Nổi tiếng vì tầm ảnh hưởng đối với âm nhạc Việt Nam, anh được mệnh danh là Hoàng tử V-pop bởi Giải thưởng Âm nhạc Thế giới và Broadway World. Nhiều nhà báo âm nhạc, nhà lý luận phê bình và tác giả đánh giá Sơn Tùng MTP là một trong những nghệ sĩ V-pop thành công nhất hiện nay. Sinh ra ở thành phố Thái Bình, Sơn Tùng thường đi hát ở Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Thái Bình và học chơi đàn organ từ nhỏ. Sau đó, Tùng cùng với các bạn trong lớp thành lập nên một nhóm nhạc, lấy tên là Overband, bắt đầu sáng tác và đăng tải các bài hát của mình lên một trang web chuyên về lĩnh vực âm nhạc có tên là Lady Killer. Năm 2011, Tùng bắt đầu nổi tiếng khi phát hành hai đĩa đơn Cơn Mưa Ngang Qua và Em Của Ngày Hôm Qua, đánh dấu mốc khởi đầu cho sự nghiệp của mình. Tùng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng việc đóng vai chính trong bộ phim chiếu rạp năm 2014 Chàng Trai Năm Ấy. Album nhạc phim cùng tên được phát hành vào năm 2014, bao gồm hai đĩa đơn thành công là Chắc Ai Đó Sẽ Về và Không Phải Dạng Vừa Đâu. Năm 2015, Tùng xuất hiện với vai trò thí sinh trong chương trình âm nhạc Hòa Âm Ánh Sáng. Sơn Tùng MTP khởi động chuyến lưu diễn hòa nhạc đầu tiên, mang tên MTP Ambition chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2015 và kết thúc vào đầu năm 2016. Sơn Tùng đã có hơn 4 năm gắn bó với các hãng thu âm Van Production và Webpro Entertainment trước khi thành lập hãng thu âm MTP Entertainment của mình vào cuối năm 2016. Vào năm 2017, Sơn Tùng MTP được sự công nhận thiện chí hơn từ cộng đồng mạng sau khi phát hành hai đĩa đơn nằm trong album tuyển tập đầu tiên MTP 2017 là Lạc Trôi và Nơi Này Có Anh. Sơn Tùng MTP ra mắt album tuyển tập MTP vào cùng năm. Thành công nối tiếp với anh khi hai đĩa đơn Chạy Ngay Đi 2018 và Hãy Trao Cho Anh 2019 hợp tác cùng rapper người Mỹ Snoop Dogg đều gây được tiếng vang và lập nhiều kỷ lục, đồng thời còn được truyền thông quốc tế đánh giá cao. Vào tháng 7 năm 2018, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cùng bí tỷ S. Hunter hợp tác ra mắt bộ phim ngắn Chuyến Đi Của Thanh Xuân với Sơn Tùng MTP đảm nhận một vai khách mời. Bộ phim tài liệu đầu tiên của Sơn Tùng, Sky Tour ra mắt năm 2020, kể lại quá trình sản xuất và thực hiện chuyến lưu diễn cùng tên. Hai đĩa đơn được anh phát hành vào năm 2021 và 2024, Muộn Rồi Mà Sao Còn và Đừng Làm Trái Tim Anh Đau là hai bài hát tiếng Việt duy nhất lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global EXCL, Mỹ. Trong suốt sự nghiệp của mình, Tùng đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, bao gồm một giải Cống Hiến, một giải Cánh Diều Vàng, một giải Âm nhạc Châu Âu của một thành viên, một giải Mnet ASEAN Music Awards, 7 giải Làn Sóng Xanh và được xếp vào danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes Việt Nam. Bên cạnh đó, anh hiện đang là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất lọt vào 5 bảng xếp hạng chính thức thuộc tạp chí Billboard, bao gồm vị trí thứ 28 trên Social 50, vị trí thứ 126 và 162 trên Global EXCL, Mỹ. Hai lần giành vị trí quán quân trên Lyric Fight Global Chart, đồng thời cũng xuất hiện nhiều lần trên Vietnam Hot 100 và Top Vietnamese Songs. Album nhạc phim thứ hai của Sơn Tùng, Sky Tour, Original Motion Picture Soundtrack, phát hành vào năm 2020 đạt vị trí thứ 83 trên bảng xếp hạng iTunes toàn cầu. Sơn Tùng sở hữu chất giọng tenor, nam cao, sáng đẹp và truyền cảm cùng với âm vực rộng. Mặc dù không phải là một chuyên gia về thanh nhạc nhưng giọng hát của anh được xem là rất bắt tai giới trẻ lại vừa hợp với dòng nhạc chủ đạo của mình. Điều này cũng đã mang lại một lượng người hâm mộ trẻ tuổi đông nhất nhì Việt Nam trong suốt sự nghiệp của anh. Cùng với lợi thế ngoại hình kết hợp với giọng hát, anh có sức hút rất lớn trong thị trường âm nhạc và các buổi biểu diễn ca nhạc trên toàn quốc. Được xem là ông hoàng mạng xã hội tại Việt Nam, Tùng hiện đang là người Việt được theo dõi nhiều nhất trên Instagram, Spotify và từng trên Twitter trước khi bị Hanbin vượt qua vào năm 2020. Anh cũng là nghệ sĩ âm nhạc V-pop được theo dõi nhiều nhất trên Facebook, YouTube, TikTok và Spotify. Sơn Tùng MTP trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên và là nghệ sĩ Đông Nam Á thứ hai sau nhóm nhạc SB19 của Philippines lọt vào bảng xếp hạng Billboard Social 50 với vị trí 28 vào năm 2020. Năm 2015, giải thưởng We Choice đã công nhận Tùng là một trong năm đại sứ truyền cảm hứng, giải thưởng danh dự hàng đầu. WeChoice cũng bầu chọn anh là một trong 10 người có ảnh hưởng nhất ở Việt Nam trong năm 2014 và 2017 và là một trong 5 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất năm 2015. Anh cũng được đưa vào danh sách 5 ca sĩ được yêu thích nhất của giải thưởng Làn Sóng Xanh, bảng xếp hạng Top Hit 3 lần liên tiếp kể từ năm 2015.
năm 2018, Forbes Việt Nam đã xếp Tùng vào danh sách 30 Under 30 hàng năm. Trong suốt sự nghiệp của mình, Sơn Tùng MTP thường không đưa ra các ý kiến đính chính cũng như giải thích với công chúng về các vụ bê bối mà mình gặp phải. Hành động này của anh trong thời gian đầu nhận về nhiều tán thưởng, đa số cho rằng đây là cách hành xử văn minh, khôn ngoan vì có hướng đi đúng đắn. Tuy vậy, đến những năm sau này, khi sức ảnh hưởng của anh dần tác động rộng rãi đến ngành công nghiệp âm nhạc cũng như đến văn hóa xã hội, sự im lặng của anh dần tạo ra nhiều tiêu cực và sự chỉ trích từ khán giả. Sơn Tùng từng được cho là có quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm từ năm 2013 đến năm 2021 từ những bức ảnh được đăng tải. Cô cũng là nghệ sĩ nữ duy nhất Sơn Tùng MTP theo dõi trên mạng xã hội trong khoảng thời gian này. Ngày 20 tháng 1 năm 2021, Thiều Bảo Trâm ngừng theo dõi Sơn Tùng trên Instagram. Bạn của Trâm cũng đăng tải một đoạn tin, story, ngắn ngầm khẳng định có nhân vật trà xanh. Nhân vật này được cho là Hải Tú, nữ diễn viên độc quyền thuộc MTP Entertainment và tham gia diễn xuất trong MV Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng. Sau đó vài ngày, khi biểu diễn tại Honda Youth Fest 2020, Tùng đã ngầm thừa nhận chấm dứt quan hệ với Thiều Bảo Trâm và ngừng theo dõi cô trên mọi nền tảng mạng xã hội. Những ngày qua, liên hoàn scandal của rapper mới nổi Negav chiếm trọn tâm điểm mạng xã hội. Từ phát ngôn vạ miệng chuyện nghỉ học tại concert Anh Trai Say Hi cho đến loạt status, bình luận phản cảm trong quá khứ đều khiến Negav lao đao. Giữa lúc nam rapper nhóm GRDNANG gây tranh cãi dữ dội, dân tình lần nữa phải công nhận Sơn Tùng MTP chính là người có đủ tố chất, tài năng lẫn tính cách để làm một ngôi sao lớn. Bản lĩnh của Sơn Tùng đã được chứng minh qua hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, chưa bao giờ vạ miệng hay gây tranh cãi vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Kể cả những dòng trạng thái ngô nghê từ thời Sơn Tùng chưa dậy thì cũng khiến cư dân mạng càng thêm yêu quý người nghệ sĩ này. Mới đây, dân tình lại đào video Sơn Tùng đi diễn hồi mới nổi tiếng. Đáng chú ý, đây cũng là lần duy nhất nam ca sĩ gốc Thái Bình có cú vạ miệng để đời. Không mang ý nghĩa tiêu cực, lần vạ miệng này của Sơn Tùng lại rất đáng yêu. Biểu diễn quá hăng say cộng với sự hò reo cuồng nhiệt của đông đảo khán giả bên dưới đã làm cho Sơn Tùng phấn khích hơn bao giờ hết. Sơn Tùng trong một phút hưng phấn đã chơi lớn, ngỏ lời mời gọi chân thành, xin mời tất cả mọi người có thể lên đây được không ạ? Ngay sau câu mời của ngôi sao số 1, khán giả cứ thế ào ạt tiến lên sân khấu như vũ bão, khiến chính Sơn Tùng xanh mặt. Lập tức, Sơn Tùng phải xin khán giả ôi, đừng lên, đừng lên, đừng lên. Và liên tục xin lỗi khán giả vì câu nói vừa rồi, nhưng đã muộn. Cái kết là Sơn Tùng bị fan rượt đuổi đến mức phải chạy vào hậu trường. Dù buồn cười nhưng cũng không ít netizen tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của Sơn Tùng. Bởi nếu khán giả không kiểm soát được sự phấn khích hoặc có ai đó có ý định xấu thì việc tràn lên sân khấu như vậy là rất nguy hiểm. Sự cố này sau đó đã trở thành khoảnh khắc không thể nào quên trong sự nghiệp của Sơn Tùng MTP. Dù gần 10 năm trôi qua, nhưng khoảnh khắc này mỗi năm được fan đều đặn đào lên một lần. Hậu scandal của Negav, video này càng trở nên viral. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng vẫn phấn khích như lần đầu được xem. Ai nấy đều cười bò vì màn vạ miệng hiếm hoi của Sơn Tùng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới.